Xin chào các bạn nhé. Hôm nay như đã hẹn là ngày 28 tháng 9 các bạn. Hôm nay là sáng ngày 28 tháng 9, mình đang có mặt trên chuyến phà 8 giờ sáng để mà đi sang Vancouver để nhận chiếc xe VF8 của mình sau 1 năm rưỡi chờ đợi các bạn. Breaking nigga. Tại mình đã tới Vancouver, giờ đang chờ Uber. Vâng, thưa các bạn, hiện tại là mình đã có mặt tại chi nhánh VinFast ở New Westminster để mình chuẩn bị làm những thủ tục cuối cùng để mà nhận xe. Đây rồi thưa các bạn, em VinFast của mình đã chờ đợi từ rất lâu. Hiện tại em đã được sẵn sàng để về với gia đình mình. Xe thì bên ngoài màu trắng và bên trong là màu một kem các bạn. Bên này họ có để là final check, final ok. Nên là everything đã xong. Chú có thể giới thiệu cho về chú cho các bạn trong YouTube được biết không ạ chú? Xin chào tất cả mọi người fan của Bạc Long. Mình tên là Hiệp. Mình đã nhận chiếc xe VinFast này cách đi 1 tháng rồi. Coi như là mình chạy chiếc xe này là rất là đồng ý, xe này rất là perfect. Là xe của chú Hiệp đây các bạn. Không có gì mà lỗi cả, chỉ một chút xíu thì mình cần chỉnh sửa lại. Vậy là hôm nay chú tới đây là để chỉnh sửa update lại một vài điểm nhỏ thôi, cũng không có quan trọng. Là hôm nay là chú có hẹn trước không chú, hay là chú chỉ ngẫu nhiên đi lên đây thôi? Chú có phone Rosa Assistant rồi và bên đó nói là cũng không cần thiết, cứ tới đây thì gặp cái bạn trợ lý đây, họ giúp mình rất nhiệt tình. Và khi mình có điều gì mà sai sót sẽ cứ tới trực tiếp đây hoặc là phone cũng được, mình tới họ sẽ tiếp mình sửa chữa mọi thứ lập tức, không cần phải chờ đợi lâu. Cái màn hình bây giờ mình mới thay đổi lại một xíu thì nó có sẽ có thời tiết ở New Westminster, cái lịch ở đây cho mình dễ sử dụng. Khi mà em muốn xe bây giờ nó không có hai cái này, khi nào em muốn sử dụng nó đổi cái này lên đây, em chỉ cần làm vậy, ấn tay qua đây. Ok, nghĩa là trên cái nó cho mình trên wallpaper. Xong rồi còn cộng cái widget nó đó, nó có đây có lịch weather, đi giật bỏ nó vô. Cái của em thì nó là cái map nằm đây. Em muốn vậy thì em phải remove cái map hoặc là em bấm nó, em đưa nó vô vậy đó. Ví dụ vậy. Vậy là cũng giống như cái phone của mình. Giống phone, lát em về em sử dụng đó. Còn ngoài ra nó chạy rất là perfect, 402 mã lực. Nó chạy rất là nhanh. Khi mà đi làm về em chỉ gật bấm auto, gear tự động chạy rất là sướng. Chỉ nó thua Tesla một cái điểm là đèn đỏ nó không ngừng. Nó chưa có cái chế độ đó. Nhưng mà Tesla muốn xài chế độ phải trả thêm 19.000. Wow. Chứ không phải là dễ ăn. Thế để 19.000 để xài đi rồi mình này nó vẫn tự động như thường. Thì nhanh chạy chậm. Ở đây nó có nhiều chức năng, chắc là lẽ em phải biết, muốn sử dụng sẽ biết. Cái này là tự động của nó. Không, còn cũng có về Việt Nam cũng có thể rồi, chạy thử. Ok cũng, lắm à. Cũng biết chút rồi. Rất là thoải mái. Wireless chạc cũng chạc phone rất là nhanh luôn. Như hồi nãy cái anh Nơm anh có nói đó là
cái bình ắc quy đã được thay đổi cái bình mới ở bên này rồi phải không chú? Nó không có rót làm gì đâu, đã chạy nó không còn xài cái bình Đồng Nai giống như ngày xưa nữa. Cái bình Đồng Nai là nó chuyện cũng quá khứ ra đó Việt Nam, họ bây giờ họ đã biết cái điểm mà lỗi của nó, họ đã update sửa chữa rồi. Thì con cũng nghĩ nếu mà cái bình Đồng Nai chắc qua bên này mà trời lạnh đó là chắc không bao giờ chịu nổi. Đấy, còn cái điểm mà cái voice assistant mà diễn hạn như kêu VinFast đóng Sun Group mở cửa, cái đó họ phải nói chờ đã, Canada đã chưa có. Khi nào update software họ thông báo mình sẽ cập nhật cái phần mềm vô mà sử dụng cái VinFast voice assistant. Thứ nhất cái lại, cái hai là cái summon. Cái summon dùng để auto parking ở Việt Nam đã có cái software rồi. Ở đây thì chưa. Giờ mình đi dùng cái app thì em có download cái app vô chưa? Sử dụng nó mốt thì nó sẽ hiện trong cái phone khi mà update rồi đó. Mình cái control nó vô. Thì còn đây là cái remote, mốt em có biết làm thì em làm mua cái này á. Đây các bạn, chú chuyển đổi từ cái remote original sang một cái remote rất là xịn sò. Màn ảnh touch screen. Khi sử dụng touch screen, lock and lock, mình có thể dùng manual và hai cái size bên hông, chân cũng được. Đây mở chân, mở đèn. Mở ra luôn. Mở luôn. Một phát đi luôn. Với lại còn một cái hay nữa, nó còn thêm một cái adapter để gắn vô được power đây. Khi mà mình đi lại gần chiếc xe, tự động xe nó mở cửa, unlock cho mình. Bây giờ chú phải cần mua cái power để mà connect cái antenna cho nó. Nghĩa là nằm trong cái hệ thống của cái remote này luôn. Chỉ cần bấm power on lên thì sẽ thích dùng cái LCD bên trong. Cái này recharge đấy, cũng đặt order cái đó. Đó hay ho, cái này có thể anh nhìn nó xịn xò. Tại chiếc xe trị giá 60-70 ngàn thì cái remote cũng phải có giá trị chút. Nguyên do nào mà chú biết cái này nó sẽ sử dụng được cho cái remote của VinFast? Mình đã nhìn ở trên YouTube, mình có thấy một bạn Việt Nam họ làm vậy, cái mình bắt chước theo. Thì mình chỉ việc gỡ cái miếng chip bo trong cái original của cái remote, mình thả ở trong này, ra mình chỉ connect mình hàng mấy sợi dây lại thì nó bắt đầu sẽ work. Dạ, rất là cảm ơn chú Hiệp hôm nay đã chia sẻ trên kênh của con về một số vấn đề mà chú Hiệp đã gặp phải, cũng như là có chia sẻ về cái remote control rất là hay. Chắc con gì con cũng sẽ tìm mua một cái. Này rất hạnh gặp lại bạn Long từ Nai Mồ qua phải không? Dạ, con mới đi qua từ Nai Mồ sáng. Con đã nhận xe này gần tháng rồi, chạy này như là không có vấn đề gì cả, chạy rất thoải mái, rất là hay. Thì so far là chú happy với xe ha? Rất là happy. Ok, con cũng hy vọng là bạn Long cũng nhận chiếc xe giống cũng màu trắng giống mình luôn. Dạ, cũng màu trắng luôn. Thứ xe mình gọi là những người Việt Nam tiên phong ở trên đất Canada này. Nhiều người Việt Nam mà họ không dám sử dụng đồ Việt Nam, mình ủng hộ người Việt Nam. Chắc cũng phải cần cho họ một thời gian chứ. Thời gian. Cần cho họ một thời gian rồi sao? Mình là coi như mình chấp nhận đó, mình tiên phong mà đâu sợ. Xong các giấy tờ thủ tục như mua bảo hiểm xong xuôi, bây giờ mình sẽ bắt đầu rời khỏi VinFast. Như vậy là sau một hồi làm giấy tờ cũng như là được một anh nhân viên hướng dẫn cách sử dụng xe sơ bộ thì đã xong thưa các bạn. Nhìn chung thì cái process cũng giống như mua những chiếc xe khác thôi. Cũng có hướng dẫn sử dụng, nói chung là cũng hướng dẫn sơ thôi, bởi vì nó cũng khá là nhiều cho nên về nhà mình sẽ phải dọc thêm để mà tìm hiểu thêm. Đại khái thì các cái cơ bản người ta giải thích cho mình một số cái thôi, nhưng mà chắc là không nhớ hết đâu. Đây mình sẽ bỏ nguyên cái đống đồ này vào luôn.
highway đang bị một cái vụ tai nạn nho nhỏ mà làm cho xe bên kia đường bị kẹt rất là xa. À, giờ chắc cũng khoảng 6-7 cây số rồi, vẫn còn kẹt. Như vậy là mình đã tới bến phà rồi thưa các bạn. Chiếc xe VinFast VF8 sẽ được quay trở về Nanaimo. Hiện tại thì phà rất là đông. Không biết là mình sẽ đi kịp phà mấy giờ đây. Hiện tại là 5 giờ chiều. 5 giờ chiều thưa các bạn. Hy vọng là lên được chuyến phà 6 giờ rưỡi. Nếu không thì phải 8 giờ rưỡi mới có phà nữa. Thiệt là đau khổ quá đi mà. Giờ xe đang chờ phà khá là đông. Mình đang chạy bon bon về phía trước như vậy đó chứ lát nữa phải chờ hết cái làn ở bên tay trái của mình nó đi xong rồi mình mới được đi, bởi vì computer nó đã sắp theo thứ tự hết rồi. Như vậy là mình nghĩ là mình sẽ không có lên được chuyến phà 6 giờ rưỡi rồi, có thể là phải chờ tới 8 giờ rưỡi, bởi vì xe đông cái này thì chắc chắn là sẽ không có lên được rồi. Hên là trong xe mình có mua bánh mì gặm, chứ không là đói chết luôn. Vậy là thua trận rồi các bạn ơi. Giờ là 6 giờ rưỡi mà mình không có lên chuyến phà này được. Mình phải đợi chuyến phà 8 giờ rưỡi. I already have here. I already have here. Hôm nay mình sau khi về nhà có chút thời gian thì mình mới có thể làm video để mà up lên cho các bạn xem được. Hôm qua giờ mình cũng khá là bận với công việc của mình cho nên mình không có thời gian để mà làm video cho các bạn xem. Mong các bạn thông cảm cho mình. Và nhìn chung là mình cũng khá ưng ý với cái màu da này. Rồi bây giờ còn chờ gì nữa mà mình không bóc tem em nó các bạn. Mình sẽ bóc tem nha. Thật ra để cái miếng này thì cũng được, nhưng mà cái miếng này nó đã bị trầy khá là nhiều rồi, cho nên mình cũng gỡ nó ra. Sau này mình sẽ bỏ một cái miếng khác. Đấy, thưa các bạn, thì về chiếc VF8 tổng thể thì các bạn chắc cũng đã sau hơn một năm trời các bạn chắc cũng không có cần phải biết thêm về chi tiết chiếc xe như thế nào, nhưng mà các bạn điều quan tâm mà mình nghĩ các bạn quan tâm đó là nó sẽ vận hành như thế nào ở Canada này, thì trong những cái clip tiếp theo đây mình sẽ chia sẻ với các bạn trong cái thời gian sử dụng của mình ha. Rồi bây giờ mình chào các bạn nha, chúc các bạn có một cái ngày cuối tuần thật là vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào các bạn.